Xin chào khán giả của chương trình Ở Nhà Vui Mà. Mình là ca sĩ Max Nhân Phương Nam, rất vui được gặp các bạn trong tập ngày hôm nay. Xin chào tất cả quý vị khán giả của Nhà Vui Mà, mình là Honey. Tình trạng yêu đương. Mình đang tìm hiểu một anh tên là Nguyễn Minh Tú nha mọi người. Cũng khá là đẹp trai. Sao nhắc tên yêu đương mà thấy lạnh lẽo nhỉ? Có ai đang thấu hiểu lòng tôi? Hình như bánh tráng tới mọi người. Dạ alo ạ. Dạ vâng, em xuống đây. Em sáng giờ em ăn gì chưa? Sáng nay em ăn táo chấm sữa đặc. U là ăn táo để giảm cân, không phải chấm sữa đặc. Không phải để giảm cân, nhưng mà tại vì bây giờ trong nhà có gì thì còn gì thì em ăn cái đấy thôi. Tại vì em lười đặt đồ ăn ấy. Ngon lắm ý, hôm nào anh thử ăn táo chấm sữa đặc xem. Anh chỉ ăn dâu chấm với sữa đặc thôi. Thì bây giờ anh ăn táo chấm sữa đặc. Ok, à, sẽ ăn. Ú lạ lắm à. Tự nhiên thèm bánh tráng quá vậy ta. Anh chả lá. Thì anh mua gửi qua nhá. Oh my sweet baby. Nha. Ok. Ta-da. Bánh tráng của anh Tú gửi. Bây giờ mình sẽ ăn bánh tráng thôi, nạp năng lượng thôi mọi người ạ. Ừ là. Ừ. À, ngon quá. Sorry mọi người nếu lỡ có làm mọi người chảy nước miếng. Khoái. Sẽ chấm một miếng. Mời mọi người nha. Nếu mà anh Tú có xem video này thì em xin được gửi một trái tim. Wondering if thousands of miles away, the sky is just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. Yeah! Đón xem tập 14 Ở Nhà Vui Mà được phát sóng vào lúc 20:25 thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021 trên kênh HTV7.